Chào các em, hôm nay cô đại diện cho các thầy cô trong tổ bộ môn sinh trình bày với các em nội dung bài số 35 trong chương trình sinh học lớp 11, đó chính là bài hóc môn thực vật. Như các em đã biết đó là để điều tiết sự sinh trưởng phát triển ở sinh vật nói chung và ở thực vật nói riêng đều chịu sự chi phối của hai nhóm nhân tố. Cụ thể là nhân tố bên ngoài cơ thể như là ánh sáng, nhiệt độ, thức ăn, v.v. và nhóm nhân tố bên trong cơ thể. Cụ thể đó là hóc môn. Vậy thì đối với ở cơ thể thực vật, hóc môn là gì? Và hóc môn ở thực vật có đặc điểm gì? Cũng như tác động sinh lý của các hóc môn ở thực vật như thế nào? Thì cô và các em cùng tìm hiểu nội dung bài số 35. Ở bài số 35, cô cùng các em cùng tìm hiểu các nội dung sau. Một la mã, khái niệm, hóc môn. Hai la mã, hóc môn kích thích. 3 la mã hóc môn ức chế và 4 la mã tương quan hóc môn ở thực vật. Sau đây cô và các em cùng tìm hiểu phần 1 la mã khái niệm. Một nhỏ định nghĩa hóc môn thực vật là gì? Các em quan sát hình ảnh về một số loại hóc môn ở thực vật. Và qua hình ảnh này chúng ta thấy rằng các hóc môn này được cấu tạo bởi các hợp chất vô cơ hay hữu cơ. Thì qua hình ảnh các em thấy rằng đây chính là cấu trúc của các hợp chất hữu cơ. Tiếp tục, các em quan sát hình ảnh thứ hai. Các loại hóc môn ở thực vật do chính cơ thể thực vật tiết ra. Vậy thì những bộ phận nào trong cây tiết ra những loại hóc môn này? Thì qua hình ảnh các em thấy rằng auxin được sản sinh ra ở thân hay là ở cành. Gibberellin được sản sinh ra ở lá hay ở rễ. Hoặc cytokinin được sản sinh ra trong các tế bào đang phân chia như là rễ non, lá non hay là quả còn non. Vậy thì trên cơ sở này chúng ta kết luận rằng hóc môn thực vật chính là các chất hữu cơ và do chính cơ thể thực vật tiết ra. Những chất hữu cơ này nó có tác dụng gì thì chúng ta đi vào định nghĩa. Hóc môn thực vật hay còn gọi là phytohormone là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra, có tác dụng điều tiết các hoạt động sống trong cây. Hóc môn thực vật có đặc điểm gì? Thì cô và các em cùng tìm hiểu phần hai nhỏ. Các em quan sát một số hình ảnh sau. Hình ảnh thứ nhất đó là đối với hóc môn auxin. Chúng ta biết rằng auxin được sinh ra ở đỉnh của thân và cành, nhưng auxin lại gây tác dụng ở rễ, cụ thể đó chính là kích thích ra rễ phụ. Vậy thì điều đó chứng tỏ hóc môn thực vật được sinh ra ở một nơi nhưng gây phản ứng ở một nơi khác trong cây. Vậy thì để đảm bảo chức năng này thì hóc môn thực vật được tạo ra sau đó theo hệ mạch gỗ và hệ mạch rây sẽ vận chuyển đến nơi cần gây phản ứng. Hình ảnh thứ hai đó chính là người ta sử dụng với một hàm lượng nhỏ ethylene. Người ta phun lên cây và chỉ trong 3 ngày sau thôi thì cây rụng lá hoàn toàn. Điều đó chứng tỏ với một hàm lượng nhỏ nhưng gây ra biến đổi rất lớn trong cơ thể. Và bên cạnh nữa thì một loại hóc môn thực vật có thể tham gia vào nhiều tác dụng khác nhau trong cơ thể. Trong khi đó, ở động vật, đặc biệt đó là động vật bậc cao, thì mỗi loại hóc môn chỉ có một tác dụng nhất định mà thôi. Điều đó chứng tỏ hóc môn ở thực vật có tính chuyên hóa không cao so với hóc môn ở động vật. Vậy thì trên cơ sở này, hóc môn thực vật có 3 đặc điểm cụ thể như sau. Đặc điểm thứ nhất là tạo ra ở một nơi nhưng gây phản ứng ở một nơi khác trong cây. Đặc điểm thứ hai, với nồng độ rất thấp nhưng gây ra những biến đổi rất mạnh trong cơ thể. Và đặc điểm thứ ba là tính chuyên hóa của hóc môn thực vật thấp hơn so với hóc môn ở động vật bậc cao. Về mặt phân loại, hóc môn thực vật được chia ra làm hai nhóm, đó là nhóm hóc môn kích thích và nhóm hóc môn ức chế. Trong cơ thể thực vật luôn có sự tồn tại của hai nhóm hóc môn này và tùy vào từng giai đoạn sinh trưởng phát triển của cơ thể cũng như tùy vào các cơ quan của thực vật mà nhóm hóc môn nào chiếm ưu thế hơn. Vậy thì đối với nhóm hóc môn kích thích thì thường kích thích sự sinh trưởng, kích thích sự phân chia của tế bào. Cho nên nhóm hóc môn này thường có nhiều ở những phần còn non hoặc giai đoạn đang sinh trưởng mạnh của cơ thể thực vật. Còn đối với nhóm thứ hai là nhóm hóc môn ức chế sinh trưởng thì nhóm này nó sẽ ức chế sự sinh trưởng cho nên gây ra sự rụng lá, rụng hoa hay là rụng quả hay là làm cho quả chín.
Vậy thì đối với hormone này thường xuất hiện ở những cơ quan đã trưởng thành hay là đã già trong cơ thể? Sau đây cô và các em cùng tìm hiểu phần hai La Mã, đó là nhóm hormone kích thích sinh trưởng. Vậy thì nhóm hormone kích thích sinh trưởng ở đây sẽ gồm có những loại hormone nào? Thứ nhất đó là auxin, thứ hai là cytokinin và thứ ba đó là gibberellin. Với ba loại hormone kích thích thì các em cần lưu ý cho cô một số nội dung sau. Thứ nhất đó chính là các em phải biết được mỗi loại hormone được sinh ra ở đâu. Thứ hai đó chính là nó được phân bố ở nơi nào trong cơ thể. Thứ ba đó là tác động sinh lý như thế nào đối với cơ thể. Và thứ tư đó là ứng dụng của những loại hormone này trong đời sống như thế nào. Sau đây cô và các em cùng tìm hiểu hormone thứ nhất đó là auxin, viết tắt là AIA. Các em quan sát một số hình ảnh sau. Hình A đó là quả được tạo ra do quá trình thụ tinh bình thường, cho nên quả dâu tây này có hạt. Và chúng ta biết rằng trong hạt sẽ sản sinh ra auxin. Ở hình B đó là cũng quả dâu tây, người ta loại bỏ hạt nhưng người ta có xử lý auxin. Thì lúc bây giờ kích thước của quả vẫn bình thường. Và ở hình C đó là người ta loại bỏ hạt ở quả dâu tây và người ta không xử lý bởi auxin và kích thước của quả rất là bé. Vậy thì tại sao lại có hiện tượng như thế và auxin có vai trò gì? Thì qua đây chúng ta thấy rằng auxin nó sẽ có vai trò là kích thích sinh trưởng, giãn dài của tế bào và kích thích sự phân chia của tế bào, từ đó giúp tăng kích thước của quả. Các em quan sát thêm một số hình ảnh. Vậy thì đây chính là ở các cây con. Và hình A người ta có xử lý auxin, hình B người ta không xử lý auxin. Và sau một thời gian thì các em quan sát ở hình ảnh, chúng ta thấy rằng ở hình A này, các cây con này ra rễ phụ nhiều hơn. Còn đối với hình B, do không xử lý auxin cho nên dẫn đến rễ phụ được tạo ra ít hơn. Vậy thì qua đây chúng ta thấy rằng auxin có tác dụng đó là kích thích ra rễ ở thực vật. Các em quan sát hình ảnh. Ở hình A đó là ánh sáng tác động đến cây từ mọi hướng. Thì lúc bây giờ auxin sẽ phân bố đồng đều ở ngọn cây và từ đó sự sinh trưởng của cây diễn ra một cách đồng đều. Nhưng đối với ở hình B thì khi ánh sáng tác động đến cây từ một hướng xác định, lúc bây giờ auxin sẽ phân bố không đồng đều, từ đó làm cho ngọn cây sẽ hướng về nơi có ánh sáng. Thì chúng ta đã biết rồi, đây chính là hiện tượng hướng sáng. Và hướng sáng chính là một kiểu hướng động chúng ta đã học. Vậy thì qua đây chứng tỏ rằng auxin tham gia vào hướng động ở thực vật. Đối với hormone auxin thì các em cần phải lưu ý cho cô 4 nội dung sau. Thứ nhất đó là nơi sinh ra của loại hormone này, đó chính là đỉnh của thân và cành. Thứ hai là nơi phân bố, thì auxin sẽ phân bố ở trong chồi và hạt, nảy mầm, lá đang sinh trưởng, tầng phân sinh đang hoạt động hay là ở nhị hoa. Vậy thì auxin có tác động sinh lý như thế nào? Thì đối với ở mức tế bào, auxin sẽ kích thích nguyên phân và sinh trưởng giãn dài của tế bào. Có nghĩa là khi có mặt của auxin thì tế bào sẽ nguyên phân nhiều hơn, sẽ làm tăng số lượng nhiều hơn. Đồng thời, khi có mặt của auxin thì làm cho kích thước của tế bào sẽ dài ra. Vậy thì trên cơ sở đó đưa đến ở mức cơ thể thì auxin sẽ tham gia vào quá trình hướng động, ứng động, kích thích nảy mầm của hạt, của chồi hay kích thích ra rễ phụ. Trên cơ sở này, người ta sẽ sử dụng auxin trong đời sống cụ thể, đó là trong sản xuất nông nghiệp như thế nào. Thì người ta sử dụng auxin để kích thích ra rễ phụ đối với cành dâm, cành chiết, hay là kích thích tạo quả không hạt, hay là sử dụng auxin trong nuôi cấy mô, đồng thời cũng có thể sử dụng auxin để diệt cỏ. Sau đây các em quan sát một số hình ảnh về kết quả của ứng dụng auxin trong đời sống. Thứ nhất đó chính là tạo quả không hạt đối với ổi hay là dưa hấu hay là một số loại quả khác. Bên cạnh thì kích thích ra rễ phụ ở cành dâm, cành chiết, v.v. Đồng thời sử dụng auxin trong lĩnh vực nuôi cấy mô tế bào và thực vật. Sau đây cô và các em cùng tìm hiểu loại hormone thứ hai chính là gibberellin. Gibberellin viết tắt đó là GA. Và các em quan sát hình ảnh sau. Cũng là một giống ngô luồn. Và cái chậu bên tay trái đó là người ta trồng và người ta không xử lý bởi gibberellin. Còn cái chậu bên tay phải đó là người ta trồng và người ta xử lý bởi gibberellin.
Thì các em thấy rằng khi có mặt của gibberellin thì nó sẽ thúc đẩy tăng trưởng về chiều cao rất là nhanh. Cho nên qua đây chứng tỏ rằng gibberellin có tác dụng là kích thích tăng trưởng chiều cao của cây. Các em quan sát thêm một số hình ảnh. Đây chính là quả chanh không hạt được tạo ra bởi xử lý gibberellin. Hoặc để thúc đẩy sự nảy mầm của củ khoai tây diễn ra nhanh hơn thì người ta cũng xử lý bởi gibberellin. Vậy thì qua đây chúng ta thấy rằng tác động của gibberellin đó chính là kích thích nảy mầm của hạt, của củ hay là của chồi, bên cạnh còn tạo quả không hạt. Qua đây các em cần phải lưu ý một số nội dung về hormone gibberellin như sau. Thứ nhất đó là nơi sinh ra, thì chủ yếu ở lá và rễ. Thứ hai là nơi phân bố, thì gibberellin tồn tại trong lá, trong hạt, trong củ, trong chồi đang nảy mầm. Hạt và quả đang hình thành, tồn tại trong lóng thân hay là cành đang sinh trưởng. Gibberellin có tác động sinh lý, cụ thể ở mức tế bào thì sẽ làm tăng số lần nguyên phân và tăng sinh trưởng giãn dài của tế bào. Ở mức cơ thể sẽ kích thích tăng trưởng về chiều cao của cây, tạo quả không hạt hay kích thích phân giải tinh bột. Vậy thì trên cơ sở này, gibberellin được ứng dụng trong đời sống như thế nào? Thì đó chính là sử dụng gibberellin để thúc hạt, củ hay là chồi nảy mầm, kích thích sự tăng trưởng về chiều cao của cây, tạo quả không hạt. Đồng thời, sử dụng gibberellin để tăng quá trình phân giải tinh bột và từ đó ứng dụng trong lĩnh vực sản xuất đường mạch nha hay là đồ uống. Sau đây các em quan sát một số kết quả về ứng dụng của gibberellin. Đối với ở cây mía, khi người ta sử dụng gibberellin thì nó sẽ kích thích sự tăng trưởng về chiều cao của cây rất là nhanh, cho nên từ đó sẽ giúp tăng năng suất. Hoặc là đối với ở nho, khi có sử dụng gibberellin thì nó sẽ giúp tăng kích thước của quả và tạo quả không hạt. Sau đây cô và các em cùng tìm hiểu loại hormone kích thích thứ ba, đó là cytokinin. Các em quan sát hình ảnh. Hai cây thuốc lá, một cây có xử lý cytokinin và một cây không xử lý cytokinin. Vậy thì các em thấy rằng đối với cây không xử lý cytokinin thì cái quá trình già, quá trình lão hóa của tế bào diễn ra nhanh hơn. Điều đó chứng tỏ cytokinin có tác dụng là làm chậm quá trình già của tế bào và các cơ quan trong cơ thể thực vật. Các em quan sát hình ảnh để biết rằng vai trò của cytokinin trong nuôi cấy mô. Cụ thể đó chính là ống nghiệm thứ tư từ trái sang phải. Thì các em thấy khi mà hàm lượng cytokinin cao thì lúc bây giờ sẽ kích thích mô calus tạo cành và tạo chồi. Điều đó chứng tỏ cytokinin được sử dụng trong nuôi cấy mô, đó là kích thích mô thực vật tạo chồi. Đối với hormone cytokinin, các em cần phải lưu ý cho cô một số đặc điểm sau. Thứ nhất đó là nơi sinh ra. Thì cytokinin được sinh ra trong tế bào đang phân chia như là rễ, lá non hay là quả non. Thứ hai là nơi phân bố. Vậy thì cytokinin phân bố chủ yếu ở lá non, quả non hay là chồi. Tác động sinh lý của cytokinin đó là kích thích sự phân chia của tế bào, làm chậm quá trình già của tế bào, đồng thời hoạt hóa sự phân hóa để hình thành nên chồi ở thực vật. Và trên cơ sở đó thì ứng dụng cytokinin trong đời sống chủ yếu đó là ứng dụng trong lĩnh vực nuôi cấy mô tế bào thực vật. Các em quan sát hình ảnh về ứng dụng của cytokinin trong nuôi cấy mô ở cà rốt hoặc ở khoai tây. Đối với các hormone kích thích như là auxin, gibberellin hay cytokinin, đây chính là các hợp chất hữu cơ do chính cơ thể thực vật tiết ra để điều tiết các hoạt động sống trong cây. Và sau khi thực hiện xong chức năng thì thực vật sẽ tiết ra enzyme để phân giải những cái hợp chất này. Cho nên từ đó dẫn đến con người và động vật sử dụng những cái sản phẩm từ tự nhiên rất an toàn. Và trong đời sống hàng ngày của chúng ta thì con người của chúng ta lạm dụng cái đặc điểm này, từ đó sẽ sản xuất ra những hợp chất hóa học có cấu trúc và tính chất gần giống với các hormone kích thích tự nhiên để thúc đẩy sự sinh trưởng phát triển của cây và nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vậy thì khi sử dụng những cái sản phẩm này thì các em biết rằng đó chính là đối với
những cái sản phẩm này được tạo ra tác dụng giống như đối với các hormone kích thích tự nhiên. Tuy nhiên thì con người của chúng ta không sản xuất ra enzyme để phân giải những cái hợp chất này. Cho nên sau khi thử sử dụng thì những cái sản phẩm này được tích lũy trong các cơ quan thực vật. Và từ đó con người cũng như động vật sử dụng các cái sản phẩm thực vật mà có lạm dụng những cái hóa chất này thì sẽ gây độc. Cho nên các em quan sát một số hình ảnh. Người ta sử dụng auxin nhân tạo để tăng tỷ lệ thụ quả ở thực vật, hay sử dụng gibberellin nhân tạo để thúc cây sinh trưởng phát triển nhanh, hoặc là sử dụng cytokinin để kích thích sự tạo chồi ở một số cây cây lấy lá, lấy thân, vân vân. Và kết quả đó chính là gây độc hại cho người cũng như động vật. Sau đây cô và các em cùng tìm hiểu phần ba la mã là hormone ức chế. Về mặt phân loại, hormone ức chế sẽ có hai loại. Thứ nhất là ethylene và thứ hai là acid acetic, ký hiệu là AAB. Vậy thì đối với từng loại hormone này có những đặc điểm gì thì các em cần phải lưu ý cho cô. Thứ nhất đó là nơi sinh ra, thứ hai là nơi phân bố, thứ ba là tác động sinh lý và cuối cùng đó là ứng dụng của hormone trong đời sống. Các em quan sát hình ảnh để rút ra được kết luận vai trò của ethylene. Người ta sử dụng 3 quả chuối có mức độ đồng đều như nhau. Và cô ký hiệu đó chính là A, B và C. Riêng đối với quả chuối ở hình B thì người ta có xử lý bởi ethylene. Và sau khoảng thời gian như nhau thì người ta thấy rằng quả chuối ở hình B này chín nhanh hơn so với quả chuối ở hình A và hình C. Vậy thì điều đó chứng tỏ khi có mặt của ethylene thì ethylene này thúc quả chóng chín. Vậy ethylene là một hợp chất hữu cơ do chính cơ thể thực vật tiết ra để thúc quả mau chín. Vậy thì bằng cách nào để những quả xanh mau chín? Thì lúc bây giờ các em thấy là người ta xếp các quả cà chua còn xanh và các quả cà chua đã chín vào trong một cái thùng. Vậy thì đối với những quả chín này, nó sẽ sản sinh ra được khí ethylene. Và ethylene này nó sẽ kích thích các quả xanh mau chín hơn. Sau đây các em tiếp tục quan sát hình ảnh. Vậy thì đối với hai cây như nhau và đang trong thời kỳ sinh trưởng mạnh, vậy thì một cây người ta có xử lý ethylene và một cây là không xử lý ethylene. Sau thời gian 3 ngày thì cây được xử lý ethylene, lá rụng hoàn toàn. Vậy thì điều đó chứng tỏ ethylene còn có tác dụng là gây rụng lá ở thực vật. Đối với hormone ức chế là ethylene thì các em cần phải lưu ý một số đặc điểm sau. Thứ nhất đó là nơi sinh ra ethylene. Ethylene được sinh ra hầu hết trong các bộ phận của cây và chủ yếu đó là lá già, hoa già hay mô bị tổn thương. Nơi phân bố của những hormone này đó chính là phân bố ở quả đang chín và từ đó sẽ làm cho quả chín. Phân bố ở lá già sẽ gây ra hiện tượng rụng lá, hay là phân bố ở hoa già sẽ gây ra hiện tượng rụng hoa. Tác động sinh lý đó là thúc quả mau chín, rụng lá, rụng hoa, vân vân. Và trong đời sống thì sử dụng ethylene để thúc quả mau chín và làm quả chín đều, đồng thời kích thích sự ra hoa trái vụ ở một số loài như là dứa hay là xoài, vân vân. Các em quan sát một số hình ảnh về ứng dụng của ethylene trong đời sống. Thực tế trong đời sống thì người ta thường ủ các quả còn xanh với đất đèn và trong quá trình ủ sẽ sản sinh ra khí ethylene và làm quả mau chín, đồng thời quả chín đều. Vậy thì tại sao phải như thế? Thì thực tế các em biết rằng đó chính là nếu như một quả đã chín cây thì trong quá trình thu hoạch, trong quá trình bảo quản và vận chuyển nó sẽ khó khăn hơn. Vậy thì thường người nông dân thường thu hoạch các quả đã già và sau đó thì sẽ tiến hành ủ với đất đèn, từ đó giúp cho quá trình bảo quản chuyên chở được dễ dàng hơn và quả cũng chín đều. Các em quan sát hình ảnh để nhận biết quả chín tự nhiên và quả chín ép. Vậy thì qua hình ảnh các em thấy rằng đa số các quả chín ép thường có độ đồng đều như nhau, màu sắc bắt mắt hơn, đẹp hơn. Vậy thì về mặt giá trị dinh dưỡng thì giữa quả chín tự nhiên và quả chín ép này có giá trị dinh dưỡng giống nhau hay không? Thì đối với quả chín tự nhiên thì đó chính là cái quá trình
phát triển của quả diễn ra hoàn toàn, cho nên sự chuyển hóa các chất trong quả cũng sẽ diễn ra hoàn toàn. Từ đó hàm lượng dinh dưỡng cao hơn. Bên cạnh thì độ ngọt và ngon sẽ cao hơn. Còn đối với những quả chín ép thì đôi khi có thể là quá trình phát triển của quả chưa diễn ra hoàn toàn. Cụ thể như là quả chưa được già thì người nông dân đã tiến hành thu hoạch. Cho nên từ đó dẫn đến quá trình chuyển hóa các chất trong quả chín ép có thể là chưa diễn ra hoàn toàn, dẫn đến hàm lượng dinh dưỡng sẽ thấp hơn và độ ngon ngọt sẽ không bằng quả chín tự nhiên. Sau đây cô và các em cùng tìm hiểu loại hormone ức chế thứ hai, đó là axit acetic, ký hiệu là AAB. Các em quan sát một hệ số hình ảnh. Khi có mặt của axit acetic trong những loại hạt này thì quá trình nảy mầm của hạt không diễn ra. Điều đó chứng tỏ axit acetic ức chế sự nảy mầm của hạt. Hay các em quan sát hiện tượng sinh con ở cây đước. Cụ thể đó là những quả này thực ra đã là cây non ngay từ khi còn trên cây mẹ, thì người ta gọi đây là hiện tượng sinh con. Nếu xử lý bởi axit acetic thì quá trình này không diễn ra. Điều đó chứng tỏ axit acetic sẽ loại bỏ hiện tượng sinh con ở thực vật. Đối với hormone axit acetic thì cô sẽ tổng kết một số nội dung sau. Thứ nhất đó là nơi sinh ra. Thì hormone này được sinh ra ở lá, ở chóp rễ. Nơi phân bố. Loại hormone này phân bố ở các cơ quan đang hóa già. Tác động sinh lý của loại hormone này đó là ảnh hưởng đến sự chín và ngủ của hạt, của chồi, liên quan đến sự đóng mở khí khổng hay loại bỏ hiện tượng sinh con ở thực vật. Vậy thì đối với hormone này sẽ ứng dụng như thế nào trong đời sống? Thì chủ yếu đó là sử dụng để ức chế sự nảy mầm của hạt hay của củ. Sau đây cô trình bày sự tương quan của các hormone thực vật. Cụ thể đó chính là sự tương quan của các hormone kích thích và hormone ức chế. Ví dụ như tương quan giữa axit acetic và gibberellin để điều tiết trạng thái ngủ và nảy mầm của hạt. Nếu như trong hạt ẩm thì hàm lượng gibberellin đạt cực đại và hàm lượng axit acetic rất thấp, cho nên lúc bây giờ sẽ kích thích hạt nảy mầm. Nhưng nếu như trong hạt khô thì hàm lượng gibberellin rất thấp và hàm lượng axit acetic đạt cực đại, lúc bây giờ sẽ ức chế sự nảy mầm của hạt. Hay chúng ta tìm hiểu về tương quan giữa các hormone kích thích với nhau. Cụ thể đó chính là tương quan giữa hai loại hormone auxin và cytokinin trong nuôi cấy mô. Vậy thì các em thấy rằng khi hàm lượng auxin cao và cytokinin thấp thì mô calus sẽ ra rễ. Nhưng khi hàm lượng auxin thấp và cytokinin cao thì lúc bây giờ mô calus sẽ tạo chồi. Cô và các em đã tìm hiểu xong nội dung bài số 35 trong chương trình sinh học lớp 11, đó là hormone thực vật. Cô cảm ơn tất cả các em đã chú ý lắng nghe. Chúc các em vui, khỏe, tiến bộ và thành công. Cô chào các em.